Đường chuyền của Thanh Hào. Đánh đầu không vào. Tuyệt vời. Có lẽ là chúng ta đã nhận ra được cách chơi của các thủ Than Quảng Ninh là như thế nào. Họ bất ngờ mở những đường chuyền dài vượt tuyến và sau đó căng ngang vào trong. Lối chơi của các thủ Than Quảng Ninh ở trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 1 vừa qua có thể nói là đã trở nên biến hóa khó lường. Họ đã liên tiếp tạo ra được những tình huống tổ chức phản công. Pha đánh đầu tuyệt vời của Kouassi, nhưng trước đó là đường chuyền chạm bóng của Xuân Tú. Cú đánh đầu chuẩn xác và hiểm hóc của Kouassi, nhưng pha bay người của Thanh Diệp cũng tuyệt vời không kém.